Đây là mẹ bắt đầu cắt mẹ cam mèo. Quá trình này đòi hỏi người thợ phải có kỹ thuật, có sức khỏe. Bạn thấy đây, đến cao này, mẹ này ước chừng được khoảng từ 5 cân đến 6 cân. Cam mèo đen thì là cao mèo, dân gian mình thường gọi là cao tiểu hổ, tác dụng bồi bổ gân cốt, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, thoát vị địa điểm đệm, thoái hóa. 400.000, ai có nhu cầu liên hệ chúng em nhé.